Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Quang vô xã Trường Xuân B của Thới Lai của thành phố Cần Thơ để giúp một cái hoàn cảnh khó khăn nha. Thì hoàn cảnh đó như thế nào thì mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy cùng Quang đến tìm hiểu nha. Đây mời quý cô chú anh chị ạ. Đây là cái nhà của chú nè, nhà tới đây là đường cùng rồi. Dạ con chào chú. Dạ dạ. Chú tên gì vậy chú? Tôi chính hết. Dạ dạ, hoàn cảnh mình như thế nào chú có thể mà nói sơ cho con biết được không? Thì hoàn cảnh tôi thì có hai cha con. Dạ. Rồi nó bệnh nay cũng muốn năm mấy gần 5 năm rồi. Con của chú bệnh gì? Nó đầu tiên nó bị rau tử rồi cái nó không ăn biết từ cái nó cứu rau tử này giờ nó teo lại luôn rồi. Dạ dạ. Sao con thấy chú bị thương đó là sao ạ? Mới té xe hôm qua đi xin gạo cho đó rồi chợt té. Chợt té ha. Dạ. Là chú tên gì vậy? Tôi Nguyễn Văn Hết. Nguyễn Văn Hết, chú năm nay là nhiêu tuổi rồi chú? 71 tuổi. 71 ha. Đất này là đất của gia đình mình hay sao chú? Mua ha. Tôi ở ngoài khu cư rồi tôi ở ngoài rồi tôi mới về đây. Dạ. Mua người ta. Mua ha. Rồi giờ gia đình mình là làm công việc gì để sống chú? Không có làm mẹ chứ giờ tôi thì nhỏ đại bệnh rồi chồng đó thì nó bị anh của mấy đó rồi bị xe đụng chết đi rồi không ai nuôi tôi đem về. Hết cho chồng của chị là sao? Là nó bị xe đụng. Chồng chị bị xe đụng chết ha. Hai người đụng nhau chết chứ không ai đâu ai thường ai đâu. Dạ dạ. Rồi chị có con gì không? Có đứa con. Con là lớn chưa? Lớn cũng 13 14 tuổi rồi. Dạ, dạ đi làm hay gì? Dạ nó đi làm mà nó ở bên cô đó chứ không ở ở con. Không có ha. Rồi giờ chú ở đây chú nuôi chị ha. Nuôi dạ, con dạ. Tôi nhỏ này. Dạ, dạ chị là bị bệnh gì vậy? chị Trang. Ở đây là chị Trang. Chị Trang dẫn Quang vô để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh này nha. Dạ. Chị là chị dâu của em á. Chị dâu ha. Chị dâu. Dạ dạ dạ, chị dâu ha. Dạ, chị tên gì? Anh Kha. Dạ dạ. Chị là nhiêu tuổi rồi? 32. 32 ha. Dạ, chị là chị bị té xe hả? Không có, bị cái cạm rồi cái nó sưng cái mặt. Sưng ha. Dạ. Dạ. Gia đình mình làm ở đây có ruộng đất gì không chú? Dạ, không có cái nền nhà không. Dạ, có nền nhà không vậy ha? Dạ, nền dạ. Mua, nền nhà cũng mua người ta. Dạ, dạ, nền nhà cũng mua ha. Rồi mình vô đây sống đường này trong này là cùng luôn rồi hả? Thấy ngang có hàng rào đó. Có 4-5 cái nhà rồi thôi, không có. Còn bên kia có đường đi. Dạ, dạ, dạ. Vậy là gọi đó, không có. Dạ. Vậy là cũng như là chị bị này là không có tiền đi bác sĩ hay sao? Dạ. Mới đầu cũng có rồi đi. Dạ, dạ chú ngồi đi chú. Dạ, dạ chú ngồi đi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Mới đầu thì cũng có tiền rồi lo cho nó nhưng quá trời hết tiền luôn rồi. Dạ. Rồi giờ chịu trận chứ không có đi nữa. Chịu trận cũng không đi nữa ha. Dạ, có dưới mình đi phải có tiền mình mặc dù nó có giấy bảo hiểm thiệt nhưng mà dạ. Đi phải có tiền xe. Dạ, mỗi lần đi là mình tốn hết bao nhiêu tiền vậy chú? Vài trăm ngàn ha. Vài trăm ngàn vậy ha. Dạ, chuyến đi ra tới Cần Thơ thì 200 về 200 là 400 ngàn thôi. Dạ dạ. Chứ đi xe đa ôm nghe còn xe mà taxi rồi tới 400 bữa nữa. Nó ăn mình 400 bữa ngàn. Dạ, vậy là chồng của chị cũng bị xe đụng chết ha. Chết rồi. Dạ. Giờ chị thì sống với chú. Có hai cha con nè. Có hai cha con sống ha. Dạ. Ngày là chú đi mà có đi làm gì không? Có làm gì không? Đâu có đi được đâu, nó nhà nó thiểu hoài, nó không có ăn được đâu rồi. Cái đó cháu rồi nấu nó mà nó cứ ăn được luôn. Dạ. Yeah. Rồi đi bỏ nó thiểu có ai rồi đỡ đâu mà thấy yeah. Đâu có đi đâu được. Dạ, vậy là con của chị của chú là phải đi tiểu này kia đồ cho chú phải lo hết vậy ha. Dạ, yeah, nó cần cái gì thì có mình trực tiếp như nó. Dạ. Dạ chú có bà con gì không? Ở đằng có ông anh trước nhà đó, ông cũng bị tai biến, ông ngồi rồi đó, ông già lắm á. Dạ, cũng bị tai biến vậy ha. Tai biến. Ở đây mình có được nhà nước cấp gì không chú? Bảo hỗ trợ, xã hội gì ở ngoài con cư về đây còn chưa có hỗ trợ được gì nha. Dạ, mình về đây lâu chưa? Về hôm tháng 9, năm 2019 á. Dạ, năm 2019 ha. Cũng như ngoài khu dân cư ngoài người ta mang bồi thường rồi mình kêu mình có miếng số tiền của mình về đây mình mua đất trong ruộng ha. Rồi mua những cắt cái nhà ở. Dạ. Nó ngay bị nó bệnh rồi cũng hỏi tiền người ta bị mình đốt mần được đâu. Dạ. Thì có cái nhà này nóng dữ rồi chú. Trời ơi vậy chứ là quá trời nóng rồi thấy không? Tôn xét. Dạ. Nóng dữ lắm, ban ngày đi ra ngoài đó. Dạ. Nhà mình đơn sơ không có thứ gì hết trơn. Không có gì quý giá hết trơn.
Nhà mình có nhà vệ sinh được không chú? Dạ chưa có. Chưa có nữa hả? Dạ. Dạ để coi thử coi. Tham quan coi đi, nhà coi mình. Đi, dạ dạ dạ. Coi đi. Dạ. Vậy là mình nhà mình chưa có nhà vệ sinh được ha. Không làm mất tiêu rồi, bả lấy đi đi. Ừ. Cần có không? Nhà các trộm lỗ nhiêu đó có. Dạ, trộm lỗ như nhiều ha. Dạ. Ở trong này là con chú ngủ trước ha. Ở nhà này bệnh đó tôi đây rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Vậy chị tới ngày đi tái khám rồi chưa? Dạ nghỉ lâu lắm mà đâu có đi đâu. Sao vậy? Sao không đi? Vì mình không có tiền đâu. Dạ, không có tiền ha. Dạ. Rồi cũng như là lúc trước đó thì bác sĩ nói chị là bị cái gì á chú? Đầu tiên thì nó bị bao tử trào ngược. Dạ trào ngược dạ dày ha. Ừ. Dạ dày rồi nó bỏ ăn với từ nó qua cái này nó teo lại. À, này không lấy bị này là giống như là ung thư dòm họng không? Nó giờ nó còn cái đường chút ép về cái đường xuống á. Dạ. Thành ra nó biến ăn, nó ăn không được, nó ăn khó ăn, nó không kịp ăn. Dạ. Nó hiểu hoài thôi. Dạ. Rồi thế nên có gì nay con cũng tặng cho gia đình số tiền để có gì đưa chị đi khám bệnh thử xem sao ha. Không nếu có thì tôi sẽ đi, bị gì tôi cũng có bảo hiểm. Dạ. Ừ, để đi tốn tiền xe vậy thôi còn. Dạ, cũng như là chú với chị là có bảo hiểm đúng không? Bảo hiểm cận nghèo á, chứ được hộ nghèo, cận nghèo. Dạ, dạ, hộ nghèo với cận nghèo thì cũng được phát bảo hiểm bình thường vậy đó. Dạ. Yeah. Ngay từ về đây cũng nhờ ở đây tao thương, tao cũng thấy không có gì cho hoàn cảnh nhà đó, để xét trời được cận nghèo. Dạ. Yeah. Như là hoàn cảnh mình ở đây thì chủ yếu là chú là được như có tiền thì nhờ ở vòng xóm ta cho thôi chứ thật sự là chú đó, không có đi đạo đó là sướng ta cho không đó. Dạ. Yeah. Chứ thật sự là không có được cái bằng gì cái mặn cái gì để mà có cái thu nhập hết trơn không có gì cho nó thiệt đó không có gì. Dạ. Yeah. Chắc là chú ở nhà chú chăm chị không gì đó ha. Ừ. Chú thôi tôi cũng nếu không có ở đây tôi đi giữ gà đang tháng cũng 5-6 triệu à, mà gà đâu có đi được đâu. Dạ. Yeah. Cũng như đi giữ gà. Dạ. Gà công nghiệp đó. Gà công nghiệp hả, ta nuôi chuồng hết. Có mấy đứa cháu đang giữ dẫn nó kêu lên chảy mà đâu có đi được đâu. Dạ. Yeah. Nó ở nhà vậy giữ nó hoài đây mà còn không đi được nữa thì sao. Dạ. Yeah. Bỏ chút xíu là nó xỉu. Giờ nó có máu mê gì đâu. Ốm như ốm nhất luôn chị. Chị ăn uống cũng không được nữa hả chú? Trời ơi cháu, tôi nấu cái này cháu, ừ. Ăn nhưng mà giờ được chuyện chén cháu. Nói ăn uống vô hả? Ừ, cũng yeah. Bỏ ăn 2 bữa. Cái đầu ngóc lên ăn gì vậy? Đau không? Đau. Chị nhiêu tuổi mà thấy bạc quá trời vậy đó? 5 tuổi rồi mà ngặt như bạc. Mấy tuổi á? Chị tuổi châu. Tuổi con châu hả? Đầu chỉ làm như là bị có đanh hay gì vậy? Có đanh không? Có chừng bị đanh, có chừng lâu quá không có gọi hay gì, có chừng bị đanh luôn á. Nó không ai cho ai gới vô đội chân chú ơi. Nó không ai cho ai gới vô chân. Nó giống như bây giờ không mình không có gọi á. Dạ. Không có tắm gọi rồi cái nó bị em gọi hoài á. À, dạ. Em quen gọi cho con gọi nó cho mà ở đây không ai thì dạ. Nó hôm nay thì quen đến giúp mấy hoàn cảnh này cũng như chị Trang á, chị Trang thì ở đây nè, chị nhờ quen đến giúp á. Thì thôi hôm nay cũng gửi cho chú một số tiền ha. Dạ. Em cũng thành thật cảm ơn mà cô với chú đến để giúp gia đình tôi cũng dạ 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 hoàn cảnh tôi cũng quá rồi dạ không lại ba uống gì không thì tôi điện bắt điện cho con nó bỏ ăn hai bữa rồi đi chấm mơ về nó mới ấy nè dạ vậy chị bỏ ăn 2 bữa rồi hả 2 bữa rồi đó dạ vì nói hoài rồi chứ nó ăn được cái nó không chịu ăn rồi nó nói sưng hoài dạ bị sưng cái hả nó đau dạ không hả sửa được nhưng đau rồi tôi mới mua thuốc con cho bát giá cho nó đỡ như dạ, nó dạ. Thì đó hôm qua uống được lo sữa đó như chị vừa uống sữa được không được nhưng mà ít uống lắm nhưng mà uống hoài sao ít uống cổ nè nó đau ít uống hay là không có tiền để mua sữa không có ít uống ha. Ở chứ ổng chị cần đứng thẳng là không có được hả? Được ba móng nghèo không có tiền mà đâu làm vô. Rồi không có tiền mua sữa, em không có nữa. Dạ, không có tiền mua sữa ha. Ở trong trà uống không á? Dạ. Dạ. Vậy uống trà không à hả? Dạ, cũng như ba nói nhậu uống sữa không chịu uống trà đi. Dạ. Cho đỡ. Uống trà đường cho nó có máu chứ. Dạ, uống trà đường cho nó có máu ha. Dạ, thôi đi con gửi cho chú số tiền ha. Dạ. Dạ đây con gửi đây là 1 triệu của chị Hoa Đinh Minh Mỹ ha, gửi tặng cho chú với
với chị ha. Bạn thêm triệu nữa bên đây, phần quà này của anh Tấn với chị Nga bên Mỹ. Dạ, dạ tặng cho gia đình ha. Dạ, dạ, dạ đúng rồi, mấy mạnh quân bên Mỹ không ạ. Dạ đây. Phần quà này 1 triệu của Betty á. Betty con của chị Cúc Đinh bên Mỹ ha. Cũng bên dạ. Mỹ luôn. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Thì con tặng cho gia đình 4 triệu đi ha. Dạ. À, phần quà này của bác Quẹn Kiều á bên Mỹ ha. Dạ, dạ gửi tặng cho dạ dạ. Thì tôi cũng xin mà gửi lời thăm mấy cái hộ này, cảm ơn, rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Gia đình của bên cái chú giúp đỡ cho tôi nè. Dạ. Tôi cũng cầu chúc cho gia đình được ra qua nạn khỏi, làm ăn gì được nấy. Dạ. Tôi được chú giúp đỡ vậy, được nhiều tiền này tôi cũng mừng dữ lắm rồi. Dạ. Vậy có thể là vậy tôi chở nó đi được. Dạ, chú chở chị đi khám bệnh chứ mua sữa cho gì đó cho chị uống đỡ đỡ vậy ha. Dạ. Khi nào con có lần sau con có đăng clip, nếu có cô chú nào thương thì có gửi tiền thì con đến con tặng cho gia đình tiếp. Dạ, nha. Như vậy luôn. Dạ. Thôi chú cũng đừng có buồn nữa ha, giữ gìn sức khỏe gán để lo cho chị nha. Dạ. Chị chắc nói chuyện mỗi lần nói chuyện đau hả? Dạ khó anh ơi. Khó lắm ha. Khó. À, chị mới có 37-38 tuổi hả? Dạ. 37-38 mà thấy chị nhìn chị tóc bạc hết trơn, dạ. Già luôn. Dạ, máu không có anh ơi, hết máu rồi. Hết máu rồi hả? Uống sữa cho có máu ha. Hồi chú có tiền đó, chú đi mua sữa cho chị uống cho có máu vô nha. Dạ, được không? Dạ được. Phải chạy qua chợ. Dạ. Dạ, mua sữa cho chị có máu uống. Uống có máu lại. Dạ, uống cho có máu lại ha. Vậy là hết bệnh là sống khỏe rồi đó. Trời ơi, tôi nói kêu năn nỉ hoài, con gắng sống cho ở với con nhỏ sự nghiệp, nó biểu mẹ gắng sống như mẹ. Dạ. Để con bằng. Chị có mấy đứa con? Có đứa một hả? Đứa trai hay gái? Gái. Gái ha. Gái ở với con nè. Ở với chị ha. Ừ. Dạ. Nó hiểu mẹ gắng sống đi, lớn lên con mặt nuôi mẹ. Dạ. Mà nhỏ này nó ăn uống gì thấy gì đâu mà xỉu hoài, tôi thấy vậy tôi đứng tim hoài thôi, thấy vậy chứ. Dạ. Tại vì mình là cha mà đâu khi nào mà bỏ con được đâu. Rồi cô là mất hay lâu hả? Mất lâu lắm rồi, mất 2003 tới giờ nữa. À, mất năm 2003 tới giờ nữa ha. Dạ. Dạ. Em mấy tấm hình này của ai vậy? Đó con chị đó. Dạ. Nó ở trên Bình Dương vậy đó. À, trên Bình Dương ha. Dạ. Dạ. Ừ, cái đó là... Chú là có mấy người con nữa? Tôi có ba người à. Ba người ha. Dạ. Chị là Út hay gì? Út hay dân đó. Dạ. Mà mấy nhỏ kia thì đã có gia đình riêng, nó cũng đỡ lo, tôi khỏi lo rồi đó. Mà gặp dạ. Có nhỏ này. Dạ. Có lâu lâu có gửi tiền về cho chú không? Trời ơi, cho không cho chị 500 ngàn bạc hả? Tháng á. Tháng ha. Ừ. 500 ngàn bạc cho nó 500 ha. Ừ, 500 sao chú đủ xây sở chứ nó ngay nó chị nữa. Nó mần nuôi hai đứa con đó rồi. Dạ. Nhà trọ nó mần lương không vậy là chú con gái không hả? Gái không à. Gái không ha. Dạ không có ăn chay đâu nha. Dạ. Gái không. Dạ nó thương nó cho được nhiêu là quý rồi đó. Dạ đúng rồi, sợ nó không cho nữa. Dạ. Con nhà mình chưa nắng quá chút nóng á, con ngồi đây mà mình mấy cái gì nó chảy mỡ hết trơn. Chắc chú ở đây quen hả chú? Thấy mình mấy chú cũng chảy hết trơn nè. Tôi cũng chạy ngoài nữa, không gì đâu có ấy đâu. Chắc chưa, chắc chú ra ngoài cái lùm ngoài đó đó hả? Ừ, giống đó rồi, lần sẵn đó rồi, giờ nào con bác rồi mình mới vô đây. Dạ. Rồi cái lùm này đó, cho chú ra đó hả chú? Ừ. Chú che cái chạy kìa. Đó. Chắc chưa ra cái chỗ đó đó. Ừ, thầy cho con. Dạ. Chú nấu lần trước vậy đó, hả? Có đây này rồi, cháu ơi có ra đó. Mình hết ga mình mới ra đó nấu ha. Ở, là, không dạ. Đây là phía trước nhà của chú nè. Mấy ở bên kia là người ta có đường đi qua đấy ha. Mình đây là gạo lại hết rồi ha. Là đường cùng luôn à. Nó đây là trong sâu lắm. Đó bển nó chạy vô tới mấy 4 cây số chứ. Dạ 4 cây số. Đường lộ 4 cây số đó hả chú? Dạ cái đường lộ nó chạy trong tới 4 cây số. À cái đó mình làm để mình hứng nước mưa uống nó hết chú. Mưa nè. Cái băng suối nè. Dạ. Dạ. Chú đi mà không cẩn thận để nó cái này chắc hay bao gạo lên rồi thả dốc cầu. Mình xin được mấy bao gạo mà thả dốc cầu cho té dữ vậy? Dạ, có một bao rồi ông anh nẵng người ta cho đó rồi ông mượn ông lấy giùm cho ông á. Dạ. Mới chắc lên mới thả dốc cầu cái đường lờ cái bề lời chỗ lớn vậy nè cái. Dạ. Cái rong á. Dạ. Cái chân nó đưa cho nó lách qua cái nó đưa luôn. Dạ. Cái cài.
Yeah. Hên, ý tôi không có chạy đó nha. Yeah. Tôi chạy chắc không phải tôi chạy té dữ lắm. Cái nhà này bị dài mấy mét chút, được 5 mét không? 9 mét. Bị dài á? Ừ. Vậy mà dài 9 mét đó hả? Ừ. Ờ. 300. À, 39 mét ha. Ừ. Bị ngang 4 và 9. Bị ngang 4 mà. Dạ đúng rồi. 4. Hai cha con rồi sống đây khỏe à. Dạ. Thôi chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú nhiều lắm nha. Dạ dạ. Hồi Quang cũng thay mặt cho gia đình chú tên gì cũng quên rồi. Nguyễn Hết. À, chú Hết. Ừ. Thì cảm ơn chị Hoa Đinh bên Mỹ rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn bé Ti con của chị Cúc Đinh bên Mỹ. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Tuấn với chị Nga anh Mỹ, và cảm ơn bác Diện Kiều Mỹ. Chúc tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân trên kênh của Quang Phạm Cần Thơ là thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Dạ, tôi cũng gửi lời cảm ơn gia đình của cô ở bên Mỹ đó. Dạ. Thành thật cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Giúp đỡ cho cha con tôi. Dạ. Quang xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị ạ.